Vàng Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoa Tiểu Đốn. Hôm nay thứ Bảy, năm tháng 5 năm 2012, xin kính gợi đến quý vị những điểm tin nổi bật ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Kể đến là bản tin tổng kết về tài tránh và kinh tế cuối tuần. Và sau cùng xin kính mời quý vị đón xem những điều cần biết về bệnh thái hóa khớp xương. <laughs> Kết, xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức có liên quan đến Thời gian trọng tâm xây dựng đất nước Văn phòng thị trưởng về Á Châu Thái Bình Dương vinh dành những tiền phòng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương Phiên tòa sự những kẻ trưởng mưu vụ tấn công 11 tháng 9 Ông Trần Quan Thành đối diện việc ở lại hoặc rời khỏi Trung Quốc và sau đây là phần tin chi tiết. Thời gian trọng tâm xây dựng đất nước. Trong bài diễn văn hàng tuần vào sáng thứ Bảy năm tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói về chuyến đi gần đây của ông đến Afghanistan, nơi ông đã gặp gỡ các binh sĩ dũng cảm và đã ký một hiệp định lịch sử để giúp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Obama nói rằng mục tiêu đánh bại Al-Qaeda là trong tầm nhìn như cái chết của Osama Bin Laden và tổng thống đã ký một thỏa thuận các chi tiết với Afghanistan về mối quan hệ mới trong đó người dân Afghanistan sẽ sớm chịu trách nhiệm đối với an ninh của quốc gia họ. Tổng thống Obama nói rằng đã tới lúc nên tập trung vào công tác xây dựng đất nước ở chính nước Hoa Kỳ sau khi các binh sĩ trở về từ chiến trường Afghanistan. Điều này là lý do tại sao tổng thống kêu gọi Quốc hội Mỹ hãy dùng ngân quỹ để trả những công nợ và để sử dụng xây dựng lại đất nước Hoa Kỳ. Đây là thời điểm để người dân có những lựa chọn đảm bảo và công bằng. Văn phòng thị trưởng về Á Châu Thái Bình Dương vinh danh những tiền phòng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương nhưng vào dịp chào mừng tháng 5 là tháng di sản của người Mỹ, gốc Á Châu, Thái Bình Dương thứ tư 2 tháng 5 vừa qua. Văn phòng thị trưởng DC về Á Châu, Thái Bình Dương, gọi tắt là OAPIA, lần đầu tiên đã tổ chức buổi lễ vinh danh các nhân viên cảnh sát Metropolitan, gọi tắt là MPD, và nhân viên cứu họa cấp cứu y tế, gọi tắt là FEMS. Người Mỹ gốc Á Châu, Thái Bình Dương của bảy địa hạt thuộc DC Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng Chinatown với sự hiện diện của hơn 100 thành viên cộng đồng, các viên chức cao cấp thuộc đơn vị cảnh sát và cứu hỏa y tế khẩn cấp và sự hiện diện của Phó Thị trưởng DC, ông Quander. Ông đã cảm ơn những sự cống hiến và phục vụ của nhân viên và đặc biệt là thám thượng Joseph O, cựu chiến binh 27 năm của lực lượng cảnh sát và là sĩ quan người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, phục vụ dài nhất trong lực lượng cảnh sát Metropolitan và đại úy Dennis Cobentis, người gần đây đã đánh dấu 22 năm phục vụ trong đơn vị tiên phong của FEMS. Ông Phó Thị trưởng DC cũng nói lên tầm quan trọng về sự hình thành của Sở Cảnh sát Thủ đô Đơn vị Liên lạc Á Châu, gọi tắt là ALU, hơn 16 năm qua vì nó luôn đóng một chức năng quan trọng trong việc phục vụ cộng đồng sông ngữ. Hiện nay có 91 nhân viên cảnh sát và cứu hộ người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương thuộc vùng DC oapia với hy vọng rằng sự kiện này sẽ khuyến khích và thu hút được nhiều thành viên mới vào hàng ngũ những nhân viên thực hành công dụ Phiên tòa sự những kẻ chủ mưu vụ tấn công 11 tháng 9 Khalid Mohamed, tự xưng là chủ mưu của vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001 và bốn bị cáo đồng phạm đã bị giam trong nhiều năm nay tại một nhà tù của quân đội Mỹ ở viện Guantanamo, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong hơn 3 năm qua hôm nay thứ Bảy năm tháng 5 tại một phiên tòa ở căn cứ quân sự Mỹ ở Cuba với tội danh giết hại 2.976 người trong các cuộc tấn công khủng bố trên đất Mỹ. Các quan chức Hoa Kỳ đưa ra những gì có thể là trận chiến pháp lý sẽ kéo dài và thông báo tội danh là bước đầu trước khi quá trình xét xử bắt đầu. Một số người trong gia đình nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đã được chọn bằng cách trúc thăm để có thể đến Cuba dự kháng phiên tòa ngày hôm nay còn những gia đình khác tập trung tại các căn cứ quân sự ở New Ước và trên bờ biển phía đông để xem các thủ tục tố tụng qua mạng kính video trực tiếp truyền hình. Ông Trần Quang Thành đối diện việc ở lại hoặc rời khỏi Trung Quốc. Ngay cả nếu Trung Quốc có một sự nhượng bộ hiếm hoi và cho phép nhà hoạt động Trung Quốc Trần Quang Thành rời khỏi đất nước với gia đình ông, những người bất đồng chính kiến khác nói rằng họ không mong đợi một chính sách mới, nối lỏng kiểm soát rộng hơn. Nhà hoạt động khiếm thị Trần Quang Thành hiện đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Bắc Kinh cùng với vợ và hai con. Ông Trần được thả sau 4 năm án tù vào năm 2010 và bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia. Ông Trần, một luật sư tự học, là người công khai chỉ trích chính sách cưỡng bức phá thai và triệt sản ở Trung Quốc. Ông Trần Quang Thành đã rời khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Tư 2 tháng 5 sau khi các chức chức Mỹ tại đây nói rằng họ đã được Trung Quốc hứa là ông Trần sẽ được đưa gia đình đến Bắc Kinh và đi học đại học ở đó. Các quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ đã gặp vợ ông Trần, mặc dù ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Bắc Kinh trong tuần qua để tham dự hội nghị thường niên mà không đến thăm ông. Bộ Ngoại giao cho biết rằng ông Trần có thể nộp đơn xin đi nước ngoài. Vợ ông nói với đài truyền hình TVB Hồng Kông vào sáng hôm nay thứ Bảy 5 tháng 5 rằng các thủ tục nộp đơn xin đi du lịch vẫn chưa bắt đầu.